máy có nổ thút thít không? Thút thít anh đúng rồi. Cường Nguyên ơi, du anh ạ, hàng 50 mà. Vâng. Một chiếc Gravita. Gravita anh em nhé. Rất nhớ những anh em Hải Phòng. Ừ. Đặc trưng Jupiter mới cái Gravita của những đời 2008 này này. Đấy, bản thủ ti dầu này này. Là các anh em ở tỉnh Hải Phòng. Đúng. Mà xe này cũng đến từ Hải Phòng luôn. Biển 14 luôn. Để thấy được rất nhiều các anh em ở đất Hải Phòng tìm về dòng này. Quảng Ninh Hải Phòng, em nhớ 14 gần anh đấy em rồi. Quảng Ninh nhá. 14H81556, một chiếc Gravita màu đỏ. Vành đúc được chưa? Vành đúc, máy anh em nghe căng không ạ? Rồi. Thụt thì dầu thôi. Máy thì anh. Đây từ cái để chân nhá, anh em nhìn dòng thiết kế Yamaha này, có gập luôn. Đấy, tem này, zin này. Đấy, thụt dầu này, đấy, để chân trước chân sau này. Ok hết. Nhựa nhớt này, đều đã chắc chắn rồi. Anh quay cả đầu bò để cho các anh em xem. Hàng đầu bò này còn máy zin luôn, được chưa các anh? Đấy, tầm trung tầm tiền hợp lý thôi, nhưng mà đây các bác cùng xem này. Trông mốc luôn, chưa có tẩy rửa ủ giếc gì cả, hàng zin luôn nhá. Vành đúc phanh đĩa. Zin luôn cả. Vâng, zin luôn, trông vừa thừa mà không phải dạng vừa đâu đúng không ạ? Vâng, vừa tiền thôi, không đều ngon lành hết. Đấy, anh em nhìn này, Yamaha này. Đấy rồi. Được ạ. Rồi, vẫn còn nổ zin, máy vẫn đang nổ nhá, vẫn đang nổ xịch đấy. Đấy, máy thế này thì anh em trên gì nữa đúng không ạ? Quá hợp lý rồi. Trên line 7.300.000. Quá hợp lý. Vành đúc nhá. Vành đúc, nhớ cho em là vành đúc phanh đĩa thụt dầu. Đấy, từ cái hai các cái da máy này đều còn nguyên bản hết. Anh em xem. Dọn ngon lành hết. Đấy, rồi anh em nhá. Da máy hai bên này. Giá hợp lý nhá. Vâng, 7.300.000. 7.300.000. Cái đốc bảo vệ này. Tem này đều tem zin hết của xe đấy chứ. Bản limited này. Gravita, dòng này các anh em nào đúng chân đất cảng thì thường là em thấy chạy nhiều nhất, 14, 15, 16 các anh em hay chơi. Biển được đúng không các anh? Lúc nãy anh em nào đang cân đối mua những chiếc xe tầm 6-7-8 triệu, cân đối cho em con này có 7.300.000 anh em nhé, một đấy. Chiếc Gravita được không ạ? Đấy, đồ này 14, nguyên bản hết. Quảng Ninh. Tay này có gãy yếc gì đâu, nó có sao đâu, tay sách còn nguyên bản hết, hàng rất vừa tầm, đi ăn đi làm anh nào mà đúng tầm lắm có thể cân đối cho em. Vâng, Hải Phòng với lại Quảng Ninh nó gần nhau anh em lúc đầu à? Nhầm nên nhớ mang máng, nhưng mà sau nhìn lại Hải chính xác là biển Quảng Ninh. Ừ, Nguyễn Đắc Mạnh 2013 màu đỏ ý, lít 2013 màu đỏ à? Em thế có thì... một chiếc màu vàng giá hợp lý, còn màu đỏ thì em có 2015-16, hai chiếc em đều có cùng form nhá, nó chắc chỉ khác đời. Anh em chắc anh em lấy là lít 110. 25. 110 thì em này đang còn những cái đời 2011-12 thôi. Vâng, em đang hết cái đời đấy. Đôi khi nhìn nhầm biển anh em ạ, à, không tránh được đâu. Vâng. 7.300.000 anh em nhé, một chiếc Gravita biển Quảng Ninh, biển 14. Đấy, xe dọn dẹp sạch sẽ ngon lành thành đào rồi. À, vành đúc lại phanh đĩa này anh em ạ, cốc thụt cốc dầu. Anh đúng rồi, chính xác. Hàng vừa tầm tiền đúng không các anh? Anh nào mà đang cần xe đi ăn đi làm kiếm ra tiền thì có thể cân đối cho em chiếc này. Máy nổ thì cái chiếc này gọi là quá thút thít rồi, em rất thích anh em máy này. Đúng. Đấy, chạy dòng này chạy đường trường còn hơn quay đấy. Yamaha chạy nó chắc, đường trường nó nóng máy lên nghe nó thích lắm. Anh nào đã đi rồi có thể cho em một ý kiến lên trên này nhá. 14 Quảng Ninh. Rồi, hàng không phải dạng vừa đâu. Vâng. Đây, rồi, lên Vision nhá. Tiếp theo một chiếc Vision nha anh em nhá. Một chiếc chất Vision. Chiếc này thì khẳng định là quá yêu rồi. Bình thường nếu các bác nào ở nhà có Vision hoặc đã từng đến nhà em mua Vision có thể để ý rất nhiều các mẫu Vision nhà em. Nó hay có một cái lỗi, anh có thể quay lên đây để thấy một cái lỗi em hay tả chi tiết em gặp nhiều em biết, đường khít này. Nhà bác nào có thể để ý luôn luôn là có độ rung, độ lắc, độ rơi, độ dơ, cá hở rất nhiều. Đấy, nên chiếc này nó đạt đến độ kít gần như em phải khẳng định là tuyệt đối. Được chưa? Hàng các bác có thể yên tâm, chất như vậy, các cái cá này, các cái đồ này. Đây là bản đắt nhất nhá. Đấy, những năm tháng chưa có smart cây, đời 2018 thì đây là bản đắt nhất. Đấy, đen sần. Sau đấy họ mới ra smart cây cơ. Anh Thanh Tùng, du 7 triệu anh Cọc Dung ơi. 7 triệu 3 anh ạ. Thực ra là bọn em cũng lau dọn rồi nên là công cán. Ra lọc cho tẹo lấy may anh Thanh Tùng ơi. Anh ạ, một vài trăm thôi, bọn em cũng không phải kỳ kèo đâu, nhưng mà bọn em cũng giá lúc cũng cân đối rồi ấy. Nhá anh nhá, ta lọc một chiếu lấy may thôi, tại vì xe có mấy triệu mà. Vâng. Vâng, một chiếc xe biển 71 ở đâu nhỉ? 71 là biển Bến Tre. Rồi, vâng, Bến Tre anh ơi, em hàng anh rất em đẹp, đó cũng đúng, là nhược điểm duy nhất của cả cái xe. Em khẳng định luôn, chứ còn bô zin này, để chân theo xe này, còn đồ sần là còn theo xe tất. Tay sách vẫn chưa có sơn lại. Anh cứ tả gần, để gần vào đây. Đấy, có yên thì bọc lại thôi. Đấy, đang báo cáo là yên zin nhưng mà bọc lại. Tay sách này, còn lại đồ sần này, tem này, để chân này, khít này, anh em thấy công nhận không? Quá đẹp luôn. Phim bấm. Vâng, anh Trọng Dự cũng đang bỏ 7 triệu cọc.
Cố lên anh ơi, còn mấy trăm nữa thôi. Cố lên anh em ạ. Anh em nào cọc cọc cho em 7,2 triệu. Đúng rồi, dòng này em cũng không có nhiều. 100-200 bọn em để hơn triệu thôi mà. Anh em nhá, anh em nào cọc thì báo cọc giúp luôn giúp em ấy ạ. Anh em cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Đồ sần, lốp. Quá đẹp luôn, lâu lâu mà em mới gặp được chiếc. Anh em nhìn đó, hai lốp còn zin tất. Đấy. Bình thường là cứ 1 năm là 1 vạn, vậy là 2 đến 3 năm là nếu anh em chạy nhiều là thay lốp được rồi. Chiếc này từ 2018 đến giờ tính năm là gần 6 năm, hơn 6 năm đến nơi rồi. Đúng không ạ? Vâng. Chưa thay cả đôi lốp. Thì các anh em biết vế, ví dụ như thế là họ chạy bằng một nửa, thậm chí ít hơn cả một nửa so với người bình thường. Đấy. Nên cái giá để trên like cho anh em mình hôm nay là 21 triệu. Anh em nào đang cần nhu cầu hãy liên hệ chốt. Tóm lại bớt anh em 200, 20 triệu 800. Đấy, để tránh anh em lên lại bớt xuống. Thôi em cứ chủ động bớt luôn anh em nhá. Cực kỳ chất, 20 triệu 800 nghìn. Một chiếc bản đen tần. Nhớ cho em là đôi lốp còn gì, hàng xuất sắc luôn. Đấy. Con này ngon đấy nhỉ. Đồ phím bấm, tất cả nhựa cả đấy cực đẹp. Đúng rồi. Con này cực kỳ yêu thương, đúng không ạ? Quá hợp lý, máy chất. Dùng lại lăn tăn lại thích rồi. Máy miễn chi. Khẳng định luôn, anh nào mà có nhu cầu chọn máy chất giá hợp lý thì cân đối cho em chiếc này nhá. Xe của em, máy xe của em mà anh kêu không chất, hơi phí. Anh hỏi tất cả anh 20 em, triệu 800 máy, ai kêu chất? Biển 71. Thiệp còn phải bảo là xe đấy máy vặn 3 chuẩn đúng không? Đúng rồi, xe của chị Dung là chắc. Xe xuất sắc. Quá màu vàng luôn. Em nhìn xe em đi là có phải là đùa đâu. Rồi, một chiếc Ablet tiếp theo anh em nhé, đời 2012. Bản đầu to. Vâng, luôn luôn về để những dòng này để phục vụ các anh em, đơn giản là vì nó rất phù hợp, giá tiền rẻ rồi, đúng không ạ? Công năng FI phun xăng điện tử, hàng hai thụt, cốp rộng, xe của Honda, những cái gì các anh em cần chắc bền rẻ đẹp. Đẹp thì em chưa dám nói, chắc bền thôi, chắc bền rẻ thì Ablet đầu to nó là gần như là số 1 rồi. Còn cái đẹp thì thôi mỗi người một mắt, nếu bác nào mà cảm thấy nó cũng là thể thao, cũng là khỏe khoắn, nhìn trông cũng vuông vắn đúng không ạ, thì có thể chốt cho em. Vì với những dòng này thì phần đa nhược điểm của nó được cho là nhựa nhiều, đầu to. Chứ còn máy đây các bác nghe này, cực kỳ thích. Vâng, chất, anh chất. Đổi biển Hà Nội được không? Anh ơi đổi được, nhưng mà nếu mà cái đổi của mình ấy lên cái tí nó cũng hơi cao cao một xíu đấy. Anh đúng rồi, anh từ Bến Tre rút về đây nó sẽ cao. Các anh vâng. em lưu ý những cái xe tỉnh xa rút sẽ lâu em nhá. Em có ship thôi nhưng em không bao ship nha anh Phạm Văn Mạnh nhá, vâng. Hà Mạnh nhá. Có đi 20 triệu quay đầu không? Còn ạ, em còn 1-2 chiếc nhưng mà cũng đã like một bữa vài bữa trước rồi. Anh để các bạn online gửi ảnh nhá. Vâng, một chiếc Ablet bản 2012. Rồi. Bản mặt nạ gì nhỉ? Đây, anh em cùng nhìn này. Đầu to. Đầu thể to. Thể thao. Hàng Sport của 2012, hàng máy zin nhá. Có sơn càng trước, sơn ra máy, em phải báo cáo luôn. Còn lại tay sách vẫn còn này. Một vài vị trí sơn là mình nhìn thấy ngay, nhưng mà còn những cái phần còn lại là vẫn zin. Rồi. Tay sách càng Oppo hai cánh yếm là những cái mà đã đầu tư spa lại rồi. Đôi tay nắm nữa. Biển số 29N1 anh em nhé, 19575. Đời 2012, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cành đào hết rồi ạ. Còn lại đây, là được cái máy zin. Được máy zin. Ưu ái nhất là còn máy zin. Còn lại là sạch sẽ hết rồi, cho anh em có ai về làm cái gì cả, chỉ việc đổ xăng và đi thôi mọi người. Máy zin và phải khẳng định là máy chất các anh em. Máy zin được phẩm chất, cái tiếng máy này thì không thể ý. Qua chất đôi, nhưng phải là chất. Đôi khi anh em nghe này. Ở ngoài, ở trong đấy nó không thể bằng bọn em cân bằng ở ngoài được. Zin hết. Đấy zin mà máy ngoài zin lắm anh em ạ. Chất. Sơn. Đấy. Zin hết luôn. Đấy, báo cáo anh em là ngoài cái tay nắm này. Rồi. Cái đôi thụt trước bắn yên này, đôi thụt trước và cái da máy. Vâng. Còn kể cả cái tay sách sau bao năm tháng anh em nhìn thấy con yêu. Đấy. Gương lược vẫn còn zin này anh em này. Đúng rồi. Đấy, gương vẫn còn zin được xe. Đấy, anh em nhìn đồ này. Tóm lại anh em xe này là anh em rất là giữ gìn đấy ạ. Rất giữ gìn chứ không phải không. Giá trên like cũng là phải chăng thôi. Vì nó là hàng đẹp, không phải là rẻ được. Rẻ sáng con lúc sáng em bán có 12 năm là rất hợp lý. Con này thì báo cáo luôn anh em nào có nhu cầu là 15 triệu 600. Cũng không 15 năm được. Sáng thì như chị bán có 12 triệu sao? Em không nhớ, nên em báo con lúc sáng nó cũng hợp lý. Thực ra con lúc sáng này em nhớ mang bán, em không bảo like. Anh vâng. Văn Cầm ạ. À đây, đắt nó cái lý do của nó anh em ạ. 10 năm một quả lốp, có tin được không? Đúng không? Vẫn còn lốp ạ. Lốp còn. Đấy, anh em thấy bảo tại sao 15 triệu 600 nó phải dành cho những cái hàng vậy. Lốp còn, sơn zin em vừa tả rồi, gần như là tuyệt đối. Có 3 4 vị trí em cũng chỉ luôn để anh em mình có thể tiện trong việc nhìn trên live không thấy. Đúng không ạ? Dạ vâng. Tại sao máy và đồ đạc nó chắc và xe nó chất thế là vì lý do đấy. 15 triệu 600 vẫn có rất nhiều anh em thích và dùng. Hệ đơn giản. Nó là hàng đẹp, nó là hàng chất. Anh ạ, dạ vâng.